sạp trái cây ở đây và những cái dãy nhà bán vàng, kinh doanh vàng cũng đã đóng cửa hết rồi. Sài Gòn bây giờ là hơn 8 giờ rưỡi. Nó khác hẳn với khung cảnh ban ngày. Ban ngày thì rất là sầm uất xe hơi. Ngày nay cái khách sạn Windsor đang được sửa chữa lại nè. Làm lại cái bề mặt. Nếu như ngày xưa các anh chị và các bạn đã có thời gian đến Sài Gòn và đã từng ở khách sạn New World thì khách sạn Windsor thì Sài Gòn về đêm thì rất là mát mẻ. Hôm nay nhiệt độ khoảng 26-27 độ buổi tối. Chiều nay thì tưởng đâu là mưa rồi nhưng mà cuối cùng không có mưa nên chúng ta mới có dịp gặp nhau ở cung đường như thế này. Và bên tay phải ngày xưa là trường Bác Ái. Và đối với khu vực trường đại học này, ngày hôm nay buổi tối bán rất là nhiều đồ ăn vặt như là mực nướng, bạch tuộc nướng, chim cút nướng, sò lông nướng, chân gà, mề gà, há cảo, trứng cút lộn, trứng vịt lộn, vịt lộn, sò mé, ngoài bò nướng, bạch tuộc. Và còn đoạn này có karaoke Kingdom, rồi karaoke Avatar. Và bên tay trái chúng ta đó là đường Hồng Thập Tự với rất là nhiều nhà sách. Và nơi đây có một cái công viên nhỏ. Theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về chợ Vườn Chuối. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là quận 5. Đây là đường An Dương Vương. Ngày xưa là đường Thành Thái. Theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Chí Phương, bệnh viện Nguyễn Chí Phương, rồi nhà thờ ngã 6 Do Nạc, và nơi đó có cái công viên. Và hành trình hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng lang thang dạo một vòng ở khu vực đường Thành Thái và đi đến đường Phạm Viết Chánh, khu vực chợ An Đông này ngày hôm nay về đêm như thế nào ha, để các anh chị các bạn có thể hình dung được cái khung cảnh về đêm ở khu vực này ra sao. Rồi em mời cô chú anh chị các bạn chúng ta cùng dạo bước nha. Thì hành trình hôm nay em sẽ chạy xe máy và chúng ta cùng nhìn lại cho rõ hơn cái hình ảnh chợ An Đông về đêm. Và nơi đây là giao lộ của đường Nguyễn Duy Dương và An Dương Vương. Và nếu ta quẹo trái mình sẽ đi về đường Nguyễn Chí Thanh, rồi đi thẳng tí nữa mình tới chợ Nguyễn Duy Dương luôn. Và khu vực chợ An Đông buổi tối thì không có nhiều hàng quán. Ở đây đa phần là những cái cửa hàng vàng, và buổi tối thì họ đã đóng cửa hết rồi. Và chúng ta nhìn lại khung cảnh chợ An Đông về đêm với những cái sạp trái cây ban đêm. Em zoom lại nha. Sạp trái cây ở đây và những cái dãy nhà bán vàng, kinh doanh vàng cũng đã đóng cửa hết rồi. Sài Gòn bây giờ là hơn 8 giờ rưỡi. Nó khác hẳn với khung cảnh ban ngày. Ban ngày thì rất là sầm uất, xe hơi đậu rất là nhiều ở đây. Và nơi đây có đường Yết Kiêu phía sau cái khách sạn phía sau khách sạn Windsor Plaza. Quý vị thấy cao cao, anh chị thấy cao cao đó là khách sạn Windsor, khách sạn An Đông lớn nhất ở đây. Rồi chúng ta tiếp tục nha.
Thì ngày xưa đối với khu vực này có một cái hồ bơi, hồ bơi Yết Kiêu, nên thành ra chúng ta có con đường Yết Kiêu. Nhưng mà ngày nay thì hồ bơi Yết Kiêu đã dời về cầu Thị Nghè rồi ha, sở thú. Và ngày nay cái khách sạn Windsor đang được sửa chữa lại nè, làm lại cái bề mặt. Nếu như ngày xưa các anh chị và các bạn đã có thời gian đến Sài Gòn và đã từng ở khách sạn New World thì khách sạn Windsor, thì hôm nay chúng ta cùng nhìn lại cái khách sạn ngày hôm nay với một cái chuẩn bị với một cái tông màu khác. Và cái hình ảnh của ngày hôm nay về đêm rất là vắng, không có nhiều hàng quán như ở khách sạn ở trung tâm quận nhất. Về đêm thì nếu mà các chị ở đây chắc có lẽ chỉ ở trong khách sạn và chơi thôi, còn ban đêm thì mình không có, nơi đây chỉ có những cái hàng quán ăn vặt ngoài đường thôi, nên thành ra chúng ta nếu mà ở đây thì buổi tối chỉ ở ngủ thôi. Rồi về đêm thì chắc có lẽ phải đi ra phố thời trang ngắm thôi, chứ nếu mà các anh chị bạn ở nước ngoài thì mua đồ ở đây thì chắc có lẽ sẽ chê chê vì đồ dởm. Vì đồ đó giá rất là bình dân. Và nơi đây là giao lộ của đường Sư Vạn Hạnh và Trần Phú, Thành Thái, xưa là Nguyễn Hoàng đó. Và nơi đây quẹo phải chúng ta đến một cái đường Nguyễn Hoàng. Ở cái đoạn này thì có rất là nhiều nhà xe đi về các tỉnh miền Tây. Và chúng ta tiếp tục. Nếu mà anh chị đến Sài Gòn và đến đi về các tỉnh miền Tây thì mình ra đường Trần Phú nè, đi về Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ, Trà Vinh. Và nơi đây nếu mà có hai ngã rẽ, bên trái thì chúng ta sẽ đi đường Nguyễn Hoàng, và bên phải là cái đường Thành Thái, Thành Thái năm xưa và An Dương Vương ngày nay. Đối với con đường An Dương Vương ngày nay thì về đêm rất là không đông cũng không vắng, ban ngày thì rất là đông nha, tại vì ban ngày có những cái dịch vụ chăm sóc xe hơi đó, như là sơn sửa, thay kính, rồi làm những cái trang trí xe hơi, phục hồi rất là nhiều luôn. Và con đường này trở thành con đường rất là thịnh vượng, con đường rất là sầm uất với những cái dịch vụ ở đó. Và con đường này có giá nhà rất là cao, và mặt bằng cho thuê cũng rất là cao. Nếu mà các cô chú anh chị có một cái căn ở đây mà cho thuê chắc cũng phải tầm 4-5 ngàn đô, mặt bằng cũng là 1-2 ngàn đô. Ở đây thì buổi tối chúng ta thấy có quán mì bên tay phải nè, rồi đi lên tí nữa chúng ta có cái trường Đại học Sư Phạm, ngôi trường rất là lâu đời ở khu vực này. Và bên phải ngày xưa là có một ngôi trường, đó là trường Bác Ái. Và đây là giao lộ Bê Xuất Ký và Thành Thái, Lê Hồng Phong và An Dương Vương ngày nay. Sài Gòn về đêm thì rất là mát mẻ. Hôm nay nhiệt độ khoảng 26-27 độ buổi tối. Chiều nay thì tưởng đâu là mưa rồi, nhưng mà cuối cùng không có mưa, nên chúng ta mới có dịp gặp nhau ở cung đường như thế này. Nếu không là mình sẽ mắc mưa rồi. Thông qua những cái video thì em nhận lại rất là nhiều cái comment của cô chú anh chị. Thì em cũng cố gắng sắp xếp để thực hiện những cái yêu cầu của cô chú anh chị.
có một cái video mà làm em phải suy nghĩ, và một lời yêu cầu suy nghĩ, và em cũng cố gắng tìm kiếm người thân ở khu vực cư xá Đô Thành của chú Bình, hiện đang cư ngụ ở, hiện đang định cư ở Úc Đại Lợi. Thì em cũng có hỏi thăm và gửi thông tin lên phường, nhờ người ta hỏi thăm giùm cái tên đó, mà người ta cũng đang trong quá trình dò tìm, vẫn chưa ra kết quả. Không biết trước đó gia đình cô đó có đăng ký hộ khẩu ở khu vực vườn chuối hay không, có lẽ phải qua phường khác. Nếu mà phường đó không có thì phải qua phường khác. Và đây là khu vực trường đại học sư phạm, và bên tay phải ngày xưa là trường Đánh Ái. Và đối với khu vực trường đại học này, ngày hôm nay buổi tối bán rất là nhiều đồ ăn vặt, như là mực nướng, bạch tuộc nướng, chim cút nướng, sò lông nướng, chân gà, mề gà, há cảo, trứng cút lộn, trứng vịt lộn, vịt lộn, sò me, ngoài bò nướng, bạch tuộc, bắp xào, gỏi cuốn. Hồ đọc mà mỏi miệng luôn mà chưa hết luôn á. Chúng ta thấy rất là nhiều luôn, rất là đông các bạn trẻ ngồi, ngồi trong bóng tối và mình ăn uống. Và bên đây là quán cà phê nè. Khi mà đang ngồi ăn mà vô thị tới là phải tách ghế chạy. Ở đây có một cái quán rất là nổi tiếng, nhà hàng rất nổi tiếng, cũng mấy chục năm rồi đó, nhà hàng Bê Vàng. Và nơi đây là giao lộ của Bê Trúc, có Cộng Hòa và Thành Thái năm xưa. Thẳng trước mặt chúng ta đó là Bộ Nội vụ, Bộ Công an. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải là đi đến chợ Nancy, và mình quẹo trái đi đến đường Phạm Quyết Chánh. Với con đường Phạm Quyết Chánh ngày hôm nay thì chuyên thì buổi ban ngày, buổi chiều bán rất là nhiều cái món gọi là thịt dê, thịt rừng, thịt heo, mọi rồi thôi nhiều lắm, những loại thịt tươi sống. Và ban đêm thì không có quá nhiều những cửa hàng, chỉ có những cái karaoke, Kingdom, Avatar, rồi một cái nhà hàng nhỏ nhỏ. Và nơi đây có một khách sạn 5 sao Now Zone. Nếu mà ngày xưa các anh chị không gần đây, khoảng 5-10 năm lại đây, thì các anh chị có dịp về Sài Gòn thì chúng ta cũng hình dung được khu vực này ha. Khách sạn Nitco, trung tâm mua sắm Now Zone. Và bên tay trái chúng ta đó là ngôi trường mang đậm kiến trúc của thời xưa, đó là trường Bê Chút Ký, với ngày nay là trường chuyên Lê Hồng Phong, rất là nổi tiếng. Và về đêm thì không có những cái lớp học. Chúng ta thấy ngôi trường rất là cổ kính. Không biết ngày xưa có chú anh chị nào mà học ngôi trường này không ha, chúng ta cùng nhau comment chia sẻ nha. Và nơi đây là giao lộ ngã 6 Cộng Hòa, đường Lý Thái Tổ, rồi Hồng Thập Tự, rồi Hồng Vương, rồi Nguyễn Quang. Và nơi đây có một cái nhà hàng, đó là nhà hàng Phúc An Khang, cũng rất là nổi tiếng. Và đêm thì cũng có nhiều người mưu sinh, bán nước, rồi sửa xe máy, xe đạp. Ngày xưa thì sửa xe đạp, ngày nay thì sửa xe máy thôi.
Và buổi chiều khúc này bán rất nhiều thịt thịt rừng. Và còn đoạn này có karaoke Kingdom, rồi karaoke Avatar. Và bên tay trái chúng ta đó là đường Hồng Thập Tự với rất là nhiều nhà sách. Và nơi đây có một cái công viên nhỏ nhỏ. Theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về chợ Vườn Chuối. Có một cái comment của chú Benjamin nói hôm nào đem đi chợ Vườn Chuối quay rõ hơn một số hình ảnh về bà con mua bán, để biết đâu trong những hình ảnh đó thì chú lại gặp những người thân, những người quen, để xem họ ngày hôm nay có khỏe không, còn buôn bán hay không và buôn bán như thế nào. Và ở đây chúng ta có cái quán nhà hàng 241 bên tay phải chúng ta đây. Thì đối với khu vực này ngày xưa bán rất là nhiều quần áo với những kiosk bên tay trái. Nhưng mà những kiosk này ngày hôm nay đóng cửa rồi, không còn bán nữa. Đổi lấy đó là những cái quán cà phê nhỏ nhỏ, cà phê cốc. Ở đây là bệnh viện truyền máu huyết học. Những ai bệnh về đường huyết, ví dụ như ung thư huyết, ung thư máu nữa, hoặc là nói chung là liên quan đến ông cầu bạch cầu. Và nơi đây là cái bệnh viện Tự Vũ, ngày xưa là nhà bảo sanh Tự Vũ ha. Bên tay trái chúng ta đây. Và hôm nay bệnh viện Tự Vũ đã xây lên rất là mới, rất là nhiều, rất là lớn, rất là rộng luôn. Và đây có căn nhà rất là xưa xưa. Và chúng ta sẽ đi thẳng và đến chợ chợ Thái Bình, một ngôi chợ rất là nổi tiếng ở khu vực quận nhất này, Phạm Ngũ Lão, phố Tây, Bùi Viện này. Và đối với con đường Cống Quỳnh ngày hôm nay thì có một cái siêu thị Co-op-mart, siêu thị hàng đầu Việt Nam về giá cả, cũng như là hệ thống rất là lớn, rất là dày đặc. Thế giới ở nước ngoài, ở Mỹ hay gì đó thì em hay nghe nói là siêu thị Costco đó, thì ở Việt Nam là Co-op-mart ha. Và ngoài ra thì cũng có nhiều cái siêu thị khác như là Lotte rồi Sam, rồi nói chung là mỗi trung tâm thương mại nó đều có một cái siêu thị. Và ở đây có cái siêu thị Hà Nội, siêu thị nhỏ nhỏ bên tay phải, mà siêu thị này thì đóng cửa buổi tối, bán giờ hành chánh thôi. Thấy bên tay trái chợ Thái Bình, và ở đây có cái rạp hát Hải Quan. Rồi, cho nãy giờ video cũng đã dài rồi, chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Một số hình ảnh về cái cung đường Thành Thái đi đến Phạm Quyết Chánh, cũng như An Dương Vương đi đến Phạm Quyết Chánh thông qua trường B Trúc Ký, Lê Hồng Phong, Cộng Hòa, Nguyễn Văn Cừ ngày nay. Để tiện việc theo dõi, các anh chị các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký và cái chuông để khi mà có video mới thì các anh chị cập nhật sớm hơn và nhanh hơn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đóng góp những ý kiến rất là nhiệt tình, giúp cho Vinh Lâm TV có thêm phần hiểu biết về Sài Gòn xưa, cũng như những cái cũng như cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã share những cái đường link lên Facebook. Thông qua đó thì có rất là nhiều người hỏi thăm và kết bạn. Một lần nữa thôi xin chào và hẹn lại. Chúc anh chị và các bạn luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Và
chúng ta thấy ở đây có cái quán nhậu Ốc Trang và con hẻm bán rất là nhiều món nhậu.